nhà của Nai Gầm. Mô Phật. Nhân viên cái tổng không? Bởi vậy giống gì? Đại Phi Anh ơi. Trời ơi. Làm căn cô đây. Nhân viên đó trên để chị này chứ làm nhà nhà đó bởi vậy. Cưng quá à. Kiểu này chắc tôi chết quá. Con té vô ngoài té. Con té hả? Trời ơi thấy chưa? Cưng không? Con lấy cái căn cô đi. Lao lại đi hai lao lại. Hả? Lao nữa đi. Lao cho sạch cái này trơn. Trời ơi nó hiền. Thương chị quá à. Chờ đó gầm để cho chị lao nhà. Nó quá. Đó thấy không? Không có cái con cô nào nữa hả? Mày là bán đứng chị nha. Đang có đâu, đang quay mà, đang quay bà chủ lao nhà. Thương bà chủ. Yes, chủ gì? Tất cả trong này là ai cũng làm chủ đó, thấy không? Cưng dễ sợ không? Đó, xuống lâu nhà đẹp. Đó, trời đất ơi. Đây ha. Vô vô vô. Lâu nhà mới quay chứ. Đứng đẹp đi, chứ quay, đi, quay, đi, quay, đi, quay, đi. Quay bà chủ lâu nhà nhân viên ở đứng ở không quay phim. Với nhân viên nhân viên làm bà nội bà ngoại hết trơn. Nhanh lên con đi ra cho chú. Sao cho không cho lên lầu. Chứ đâu có rồi con. Dạ dạ lên lầu có lầu cho con cái em nó lỡ. Còn cái chỗ chờ để chờ. Rồi đi làm gì đi. Sao mày? Rồi thôi nha. Kết thúc rồi. Sao nhà xong rồi, giỏi quá. Rồi nhé. Cưng quá.